3 bông hoa màu trắng và 3 cốc nước, cốc 1 đựng nước, cốc 2 đựng nước pha màu thực phẩm xanh, cốc 3 đựng nước pha màu thực phẩm đỏ. Cắm mỗi bông hoa vào một cốc nước đã chuẩn bị. Sau khoảng 2 giờ, màu sắc mỗi bông hoa có thay đổi như thế nào? Vì sao? Sau khoảng 2 giờ, sự thay đổi màu sắc của các bông hoa ở 3 cốc là, bông hoa ở cốc 1 vẫn giữ nguyên màu trắng như ở ban đầu, bông hoa ở cốc 2 đổi sang màu xanh, bông hoa ở cốc 3 đổi sang màu đỏ. Cành hoa cắm ở cốc 1 không có màu nên hoa không bị đổi màu, hoa ở cốc 2 có pha thực phẩm màu xanh nên mạch gỗ đã vận chuyển nước và muối khoáng từ dưới lên trên làm cho cánh hoa bị nhuộm màu xanh của nước pha thực phẩm màu. Cánh hoa ở cốc 3 có pha thực phẩm màu đỏ nên mạch gỗ đã vận chuyển nước và muối khoáng từ dưới lên trên làm cho cánh hoa bị nhuộm màu đỏ của nước pha thực phẩm màu. Thân cây có chức năng vận chuyển nước muối khoáng từ rễ lên các bộ phận khác của cây và vận chuyển chất dinh dưỡng từ lá đến các bộ phận của cây.